sau khi mà các nhà điều trị dùng các nguyên liệu để tạo ra một cái loại hương mà sau khi test cảm thấy ưng ý rồi thì đây là phòng phối hương. Thì mọi người có thể nhìn thấy đây là hệ thống phối hương hoàn toàn tự động của Đức Mai Trang. Hệ thống máy móc sẽ tự động lấy các loại nguyên liệu theo cái công thức mà nhà điều trị đã tạo ra trước đó và phải hoàn toàn là automatic trên máy tính. Các nhân viên nghiên cứu chỉ cần nhập nguyên liệu và máy sẽ tự post ra các loại nguyên liệu và sẽ mix chúng lại với nhau và sau đó sẽ thông qua hệ thống máy thông qua và sẽ đánh giá lại hoàn toàn cái nguyên liệu đã đạt chuẩn hay chưa. Trong quá trình sản xuất nước hoa thì tất cả các mẫu đều được thông qua máy móc và phân tích chính xác tới từng nanomet tất cả những cái nguồn nguyên liệu đều chuẩn xác xuất từng cái số lượng nhỏ nhất theo đúng tỷ lệ mà nhà điều chế tạo ra, cho nên là khách hàng không hoàn toàn có thể yên tâm được rằng là tất cả các loại nước hoa trong các đợt xuất hàng ra thì sẽ theo một tỷ lệ nhất định, hoàn toàn không có chuyện là lô hàng xuất trước và lô hàng xuất sau sẽ có chất lượng khác nhau, bởi vì tất cả chúng đều được tạo ra một cách tự động nhất. Can already look at the lab and see if they'll stick something and stuff. Like 5 minutes, and we'll come back here and we can.